Cô Tư chào các bạn. Hôm nay cô Tư vào bếp hướng dẫn các bạn nấu món cà ri vịt nha các bạn. Đây gồm có một ký vịt. Cô Tư đã làm sạch sẽ rồi, đã chặt ra rồi. Một tô nước dừa, 3 củ khoai lang, 1 củ khoai môn và bột cà ri dầu, tỏi, hành, sả, ớt, băm. Rồi, với đường, muối, bột ngọt, gia vị thông thường nha các bạn. Rồi bây giờ cô Tư sẽ sơ chế vịt nha. Bây giờ cô Tư sẽ bỏ vào đây một miếng gừng, cho vào đây một miếng rượu, này các bạn, gừng với rượu cô Tư đã ướp vịt, ướp khoảng chừng 5 phút. Cô Tư sẽ đổ ra xong rồi bắt đầu là mình mới cho vào một miếng nước sôi. Mình làm thứ nhì nha các bạn. Cái này là cô Tư mua vịt về, nhổ lông sạch sẽ xong rồi bắt đầu là cũng là rửa nước muối qua, rồi rượu với gừng qua một lần rồi. Bây giờ cô Tư chặt ra, cô Tư làm ra lần thứ nhì nha. Bây giờ chúng ta ướp từ nãy cũng được 5 phút rồi các bạn. Bây giờ cô Tư đi rửa nha, đi rửa lại. Bây giờ kế tiếp là cô Tư chế ra miếng nước sôi nha. Các bạn thấy thịt săn liền, thịt tái là liền, ồ rất thơm. Các bạn biết không, khi mà mình rửa rượu, khi mà mình mới nhổ lông xong rồi thì bây giờ mình chặt ra mình ốp lại một lần rượu với gừng nữa, rồi mình ướp cho nó thấm vào miếng thịt, rồi mình nấu nước thật là sôi, mình chế vô như vậy nè, trong khi nước rượu với gừng nó còn dính ở trong miếng thịt đó, rồi mình chế nước sôi vô là thịt nó săn trở lại, nó sẽ bám rượu với gừng nha các bạn, thơm lắm, bảo đảm không bao giờ mà nghe mùi lông vịt nữa nha các bạn, nghe mùi tanh của mùi vịt nữa. Rồi bây giờ cô Tư sẽ đi ra rửa lại bằng nước lạnh nha, để cho thật ráo, rồi cô Tư sẽ vô ướp. Bạn thấy miếng thịt tái rồi liền. Rồi bây giờ thịt của chúng ta đã xong rồi, thơm lắm rồi. Giờ trước tiên là ướp bột tỏi nha, cho một chút xíu bột tỏi vào. Cho một tí bột cà ri vào. Một phần ba muỗng bột ngọt. Hai muỗng cà phê bột miên. Ba muỗng cà phê đường. Hơn nửa muỗng cà phê muối. Quất vào chút nước mắm cho nó thơm thịt. Kế tiếp trộn đều lên. Cho vào đây một muỗng
canh bột phổng đều dầu. Trong thời gian để đây cho nó thấm, cô tôi đi cắt phai nha, để cho thấm đi cắt phai. Bây giờ vịt của chúng ta cô tôi đã ướp thấm rồi nè các bạn, ngon ha. Bây giờ cô tôi bắt lên cái nồi lên đặng cô tôi xào và cô tôi nấu luôn nha. Dầu này dầu của tôi phi hành phi á, bởi nó vàng vàng. Tôi cho thêm tí nữa. Ta bắt chảo, bắt nồi lên rồi bỏ hành, bỏ tỏi, bỏ sả vào xào nha các bạn. Này cô tôi để cho các bạn dễ thấy. Bây giờ chúng ta sẽ tắt lửa nha. Lửa chúng ta sẽ cho bột cà ri vào. Chứ mình để lửa là cà ri chúng ta sẽ khét. Rồi chúng ta trộn lên. Cho vào 1/3 muỗng cà phê ớt bột nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ bắt lửa lên. Cho thịt vào. Cho thịt vào chúng ta xào cho nó săn, cho nó thấm vị hết rồi chúng ta mới chế cái dừa dảo vào nha các bạn. Bây giờ thịt vịt của chúng ta đã thấm vị hết nè các bạn. Ừ, ngon quá các bạn ha, rất ngon ha. Miếng thịt chúng ta rất ngon luôn, thấm đều hết rồi, thịt là ngon luôn rồi, màu cũng đẹp nữa nha. Rồi giờ chúng ta chế nước dừa cho nha. Đây là nước dừa dảo. Cô Tư đổ trong cái thau mà nãy mình ướp thịt á. Cô Tư tráng là cái thau. Đổ vào. Chúng ta chế vào thêm nước nha, chứ nhiêu đây không có đủ nha. Mình còn bỏ phai, bỏ củ rồi nữa. Mình chế như vậy lúc thịt mình mềm là nó cũng vừa nước vừa cái nha các bạn. Rồi mình chế thêm một lần. Bây giờ trong thời gian đó mình nấu ở đây thì giờ mình đi chiên phai nha. Bây giờ cô Tư bắt cái chảo lên, bỏ dầu vào để mình chiên phai. Rồi trong thời gian đợi mình nấu cho vịt mềm thì mình chiên phai. Giờ chờ dầu nóng mình sẽ thả xả phai vào. Bây giờ dầu nóng chúng ta bớt lửa nha.
cổ thay vô. Ở đây là củ sen các bạn. Củ sen này là các bạn biết gì không? Đây là xương na tra nha các bạn. Xương na tra đó. Giờ nấu vịt nấu xương na tra, nấu cà ri vịt. Các bạn thấy hay không? Củ sen này mình nấu chung ăn ngon lắm nha các bạn, nó bùi bùi. Bây giờ nồi nước lèo mình cũng đã bỏ phai vô hết rồi nè các bạn, ngon ghê không. Bây giờ mình chờ cho phai chín nữa là được nha các bạn, tất cả mình đều bỏ vô đây hết rồi. Giờ để chín được nghiêm rồi. Mà các bạn nếu các bạn ăn bún á, thì nước lèo mà nó sệt như vậy là được rồi nha các bạn, sệt như là được rồi. Còn được, còn nếu các bạn ăn bánh mì thì phải pha thêm một chút bột năng hoặc bột bắp là cho nó hơi kẹo kẹo rồi chút xíu, nó sệt là chút xíu rồi mình chấm bánh mì ăn nó mới ngon nha. Chấm bánh mì ăn nó mới thấm vô bánh mì nó mới ngon. Còn lỏng quá cũng như mình chấm vào bánh mì mà chấm vào nước lèo lỏng thì ăn không ngon nha, nó hơi kẹo kẹo mới ngon. Cái này là chờ ăn bún nè, còn muốn ăn bánh mì thì kẹo lại chút xíu nha các bạn. Bây giờ mình để cho phai và thịt chúng ta đều chín hết thì mình nêm nếm sơ lại là được rồi nha các bạn. Bây giờ cà ri của chúng ta đã chín rồi nè các bạn. Cô Tư sẽ nêm nếm lại nha. Tôi sẽ bỏ ra một muỗng đường, một muỗng rưỡi đường cho vào chút muối. Rất là ngon luôn. Ta sẽ bỏ vào một chút bột bắp nha các bạn, cho nước nó lên. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ nước dừa cốt vào nha.
Bây giờ chờ sôi trở lại là được nha các bạn. Các bạn cứ nêm nếm theo khẩu vị gia đình các bạn nha. Bây giờ mình cho hành tây vào luôn. Bây giờ mình chờ sôi trở lại là mình sẽ tắt lửa nha. Bây giờ nồi nước lèo với nồi cà ri của chúng ta đã sôi lại nè các bạn. Nè, cái độ sánh của nó nè các bạn, các bạn nhìn nha. Nè, nó vừa vậy nè các bạn. Chứ nếu mà sánh quá thì không ngon nha. Còn tùy các bạn muốn sánh nữa thì sánh nha các bạn. Chứ cái theo cô Tư này là vừa ra. Rồi bây giờ cô Tư múc ra nha các bạn. Trời, ngon quá. Đây, món cà ri vịt của cô Tư đã nấu xong rồi nè các bạn. À, các bạn thấy ngon không? Rất là ngon luôn nha các bạn. Thịt nó rất mềm, phai, phai cũng rất là mềm luôn. Bạn thấy phai ngon không? Này mình ăn với bánh mì nha các bạn, ăn với muối tiêu chanh. Còn các bạn ăn với muối ớt chanh cũng ngon nha các bạn. Các bạn muốn ăn muối ớt là các bạn mua muối hột á. Các bạn đâm với ớt, bỏ vô tí xíu bột ngọt, rồi nặn chanh vô ăn rất ngon nha. Còn này mình làm muối tiêu chanh, tại sẵn ở nhà có muối tiêu mình làm luôn. Này ăn với bánh mì nha các bạn. Các bạn ăn với bún cũng được chứ không phải là không được. Nhưng mà ăn với bánh mì thì cũng ngon. Các bạn ăn kèm với lau quế nha. Lá quế với ngò gai đồ á, ăn rất ngon nha bạn. Ăn kèm theo đó. Tại sáng mình đi mua mà mình đi trễ, thành ra rau đồ nó hết rồi. Ở đây bán dùng sâu dùng xa, thành ra đi trong quán trong tiệm á, mình mà đi trễ cái là không còn vậy. Tại người ta lấy cái chút ta bán thôi, chứ không có lấy nhiều như ngoài chợ. Thôi bây giờ món ăn của cô Tư đã hoàn thành rồi. Cô Tư chúc các bạn làm món cà ri vịt này ngon miệng nha các bạn. Cô Tư xin chào các bạn.